xin chào tất cả mọi người chào mừng mọi người quay trở lại với kênh của bông nha và lời đầu tiên cho bông gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã luôn luôn yêu thương và theo dõi kênh của bông đồng thời cũng luôn luôn có những đóng góp ý kiến cho kênh của bông ngày càng tốt hơn bông xin cảm ơn mọi người rất là nhiều ở cái video ngày hôm nay thì bông sẽ giải đáp cho mọi người một cái thắc mắc mà bông nghĩ là sẽ có rất là nhiều bạn cũng sẽ thắc mắc giống như là bông vậy á đó là tại sao có rất là nhiều người Nhật á, họ trồng cây, họ trồng rau nhưng mà họ lại không sử dụng, họ không có ăn những cái cây đó. Và để trả lời cho cái thắc mắc này, bông đã hỏi rất là nhiều người Nhật ở trong công ty của mình và họ đã cho bông năm cái lý do chính mà người Nhật những người mà họ trồng cây họ không có sử dụng tới. Cái lý do đầu tiên cũng là cái lý do chính yếu nhất mà người Nhật tại sao họ trồng cây họ lại không ăn nè. À? Đó là vì thuế đất đó mọi người. Ở Nhật á, nếu như mà người Nhật họ có sở hữu một cái miếng đất mà mục đích của nó là dùng để trồng cây mà họ không trồng bất cứ một cái cây nào ở trong cái miếng đất đó thì cái tiền thuế của cái miếng đất đó nó sẽ cao hơn so với cái việc mà ở trong cái miếng đất đó họ trồng cây. Bởi vì vậy cho nên là cái mục đích của họ trồng chỉ là để giảm cái tiền thuế đất thấp hơn mà thôi. Chứ mục đích của họ trồng không phải là để ăn đó là cái lý do mà rất là nhiều người nhật họ trồng cây họ chỉ để như vậy thôi chứ họ không sử dụng tới à, và đây cũng là giải đáp cho mọi người một cái thắc mắc là tại sao á ở nhật họ thường sẽ đi thuê nhà hoặc là thuê chung cư họ ở ở cho tới già tới chết thì thôi chứ họ không có mua hoặc là sở hữu một cái nhà riêng cho bản thân của mình à, một phần là cũng đúng là tại vì cái nhà và đất ở nhật rất là cao để mua một cái nhà cũ thật cũ mà miếng đất nhỏ xíu thì cũng phải trên 2.000 man nó cao lắm và họ phải trả cái tiền này cho đến cuối đời luôn cho đến năm ba năm chục tuổi sáu chục tuổi có nhiều người ở nhật họ thấy cái điều đó là không cần thiết cho nên họ không có mua và thuế đất ở nhật thì thật sự là người nhật họ cũng lắc đầu luôn đó mọi người nó cao dã man lắm Cái thứ hai đó chính là thường những cái người trồng cây mà họ không sử dụng sẽ rơi vào những cái vùng là vùng công nghiệp tức là có nhiều nhà máy xí nghiệp, nhiều phương tiện giao thông đi lại. Người Nhật họ cho rằng những cái khu này á thì cây trồng sẽ mang một cái mầm bóng bệnh, những cái, cái 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 vệ sinh an toàn không có tốt. Cho nên là họ trồng lên họ không có ăn, bởi vì họ thấy không đảm bảo cho sức khỏe của họ đó. Còn những người mà ở cái vùng nông thôn nè, vùng núi nè hay là cái khu nông nghiệp phát triển đó thì họ vẫn cứ ăn bình thường nha mọi người thậm chí là họ còn bán lại nữa họ làm những cái sạp ở phía trước cái khu vườn của họ họ để cái giá tiền sẵn ở trên đó đồ sẵn trên đó những ai có nhu cầu thì vô cứ lấy và lấy đồ và tính tự tính tiền tự bỏ vào trong cái thùng tiền họ để sẵn ở ngay đó thôi cho nên là cái lý do thứ hai là do là họ sống ở cái khu nhiều nhà máy công nghiệp cho nên họ sẽ không ăn nha cái lý do thứ ba là có rất là nhiều người Nhật họ trồng cây theo cái sở thích của họ Còn những cái rau củ quả thì họ sẽ vô siêu thị những cái nơi mà sản phẩm có mã vạch để họ mua họ sử dụng Cái điều này thì thật sự những ai mà sống ở Nhật thì cũng sẽ hiểu là người Nhật họ có nhiều người họ kỹ tính, cực kỳ kỹ tính luôn Họ chỉ sử dụng những đồ ăn, thức uống mà được cấp phép để bán ở trong các cái hệ thống siêu thị, những cái hệ thống rau, những cái sô tên gai mà thôi còn họ sẽ không có ăn những cái đồ ăn mà họ tự trồng hoặc là không có mã vạch ở trên cái đồ ăn đó trên cái rau củ quả đó à, cho nên là họ chỉ có đi siêu thị và mua đồ về để họ sử dụng chứ họ không có sử dụng cái đồ mà họ tự trồng cái lý do thứ tư đó chính là họ ủng hộ nền nông nghiệp nước nhà nền kinh tế nước nhà có rất là nhiều bạn sẽ hỏi ủa sao kỳ vậy tại sao lại có cái suy nghĩ như vậy nhưng là có rất là nhiều người Nhật, đặc biệt là những người cao tuổi á mọi người, họ có cái suy nghĩ là họ ủng hộ những cái đồ mà do người dân, người nông dân nè, hoặc là người công nhân của đất nước Nhật làm ra, thì đó chính là cái việc mà họ yêu nước, họ ủng hộ cái nền kinh tế của đất nước của họ phát triển mạnh mẽ hơn. À, cho nên là họ sẽ hoàn toàn đi mua đồ ở trong cái siêu thị hoặc là ở trong những cái cửa hàng. À, đó là cái lý do thứ tư và cái lý do thứ năm đó là cái lý do cuối cùng và cái lý do này người nhật họ cũng nói với mình là thật sự thì nó khá là ít người nhưng mà không phải là không có đó chính là họ trồng cho thiên nhiên đó mọi người trồng cho những con chim con sóc những con vật mà nó cần cần tới à, những ai mà làm nông nghiệp á đi ngành nông nghiệp á thì các bạn cũng thấy là có những cái nơi họ thu hoạch họ sẽ luôn luôn chừa lại một cái cái số còn lại cho con vật hoặc là cho thiên nhiên ở cái môi trường xung quanh đó đó như là một lời cảm ơn đến cái môi trường thiên nhiên đến những cái con vật uh, đã giúp cho điều hòa tự nhiên để cho họ có một cái mùa màng thật là bội thu uh, cái lý do này thì mình nghe mình cũng thấy hài hài nhưng mà thật chất ra không phải là không có và mình coi ở trên youtube thì có rất là nhiều người nông dân không chỉ ở nhật mà ở đất nước khác họ cũng sử dụng họ cũng làm cái vấn đề như thế này luôn họ thu hoạch xong họ sẽ chừa lại một phần cho thiên nhiên thì cũng không phải là lạ đúng không mọi người à, đó là năm cái lý do mà người nhật họ đã giải thích với mình tại sao mà người nhật có rất là nhiều người trồng cây mà không ăn đến có một cái thắc mắc này mà bông thì sự bông cũng không có dám hỏi người nhật và cũng không có biết đó là khi các bạn đi xin cái quả mà người ta trồng có rất là nhiều trường hợp họ không cho nhưng mà ngược lại khoảng độ 2-3 ngày sau họ lại chặt luôn cái cây đó đi mình không biết là ở Nhật có bạn nào đã rơi vào trường hợp này chưa nhưng mà theo như mình biết thì đã có hai trường hợp đã rơi vào trong cái trường hợp này rồi trường hợp đầu tiên là mình có một người bạn đã từng đi Nhật theo dạng thực tập sinh bây giờ hiện tại thì đã quay lại Nhật với dạng kỹ sư rồi thì ở cái khu bạn này sống là có cái bàn sống ở trong một cái cây hồng một cái cây quả hồng đó mọi người, thì vào mùa hồng á, quả hồng nó xung xê nhìn đã lắm mà hồng với bên nhật thì mọi người biết là nó rất là ngon. À, bạn này mới ghé thì bạn này xin thì nghĩ xin được thì ăn thì không được thì thôi. bạn này bảo không cho ngược lại khoảng hai ba ngày sau gì đó, bạn này đi đi làm ngang qua thì thấy bạn này bạn đã chặt cái cây đó rồi. cái trường hợp thứ hai là trường hợp sen bay của mình, cũng vào trong cái thời điểm này năm ngoái luôn này mọi người, là vào mùa bi qua. á cái uh, gần đó thì có một cái ông hàng xóm ông trồng cây bi qua thì ông hỏi là có ăn không ông cho thì ông hái ông cho thậm chí ông còn cầm cây ông khèo ông cho nữa thì sen bay của mình mới nghĩ là ồ chắc là xin được không sao thì mới uh, ghé sang cái nhà hàng xóm đối diện với nhà nhà, nhà sen bay của mình tiếp tục là xin quả bi qua đó tiếp nhưng mà bây giờ thì ngược lại cái người hàng xóm này lại không cho mà khoảng độ một tuần sau á sen bay mình để ý là chặt cái cây bi qua đó đã, đã bị chặt rồi mình không biết là họ có lý do nào hay là vì kỳ thị người việt nam cái này thật sự là mình cũng không không biết nha cho nên mình cần ý kiến của tất cả mọi người Uh, nếu như mọi người biết được thì mọi người hãy để lại cái uh, cái câu trả lời dưới cái phần bình luận của mình nha mình xin cảm ơn mọi người rất là nhiều và hy vọng cái video ngày hôm nay của mình sẽ giải đáp thắc mắc được cho rất là nhiều bạn chưa biết cái vấn đề này cảm ơn mọi người đã theo dõi bông trong thời gian vừa qua